mấy, gần 5 chỉ nha. Bác nào đang tìm một con Omega, con này rất là độc nha. Con này bản mạch mạch tung hoành, con là mạch trắng tia đấy các bác. Nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn từ ban ngày cho đến ban đêm. Các bác sẽ để ý độ đẹp từ những cái cọc mà chỉ giờ bên trong, từng chi tiết kim. Đây, các bác ra nhìn hàng tuyển chọn như nó như thế nào, từ những chi tiết nhỏ bên trong các có thể thấy mạch trắng tia nó sẽ mình các em đưa cái góc nào thì nó cũng ánh ánh lên các bác. Đó là mạch đặc trưng là mạch trắng tia, có bác thì gọi là mạch tung hoành đấy các bác, trắng tia tung hoành đấy. Đi ban đêm thì có ý rồi, đèn mà mờ mờ là nó con này nó ánh lên đẹp lắm nha, đặc trưng của dòng mà mạch trắng tia tung hoành đấy. Đây là các bác thấy niềng tay nó là vàng khối nha. Vàng nguyên khối gần 4 chỉ, gần 5 chỉ nha các bác, 4 chỉ mấy á. Gần 5 chỉ nha. Bác nào đang tìm một con Omega vàng khối thì liên hệ cho em nha. Này, các bác cùng xem. Đẹp mê ly không điểm trừ luôn nha. Là phía dưới đáy của nó. Đây các bác nhìn tay này. Bốn tay nó đẹp ngắt ngay. Vàng nguyên khối 14K nha các bác, 14K, gần 5 chỉ. Con này giá 40 triệu bao gồm phí ship nha. Em có đều có hình chi tiết hết, các bác nào muốn xem hình thì kết nhắn tin vào Zalo giúp em nha. Omega Smarter vàng nguyên khối 14K, gần 5 chỉ vàng, giá 40 triệu bao gồm phí ship và gọi là hàng sưu tầm. Đẹp không điểm trừ luôn nha, từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Đây là gọi là hàng tuyển lựa các bác. Omega này là 40 đấy. Còn con Senko là 11 năm. Đấy, đây là trong video em giới thiệu hai con. Một con là bọc vàng 14K, còn đây là con vàng nguyên khối. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào muốn sở hữu nó thì liên hệ cho qua hai số điện thoại trên nha.